Chào các bạn quay trở lại với kênh YouTube Mai Anh Hoàng Tuệ. Hiện tại trên sân bóng đá Quốc Lưới Việt Đức đang chuẩn bị diễn ra một trận đấu kèo rất là to, rất là lớn. Kèo này là kèo hèn. Để anh em trong câu lạc bộ tham gia thi đấu giao lưu. Mỗi đinh là 8 củ. Keo 8 củ. Keo 8 củ. Đã xong thì giải thưởng dành cho việc là giao lưu uống bia với nhau. Kèo này kèo hèn tối hôm qua vậy. Không, mà quá là hai lúa, quá hai lúa thì mới yếu chứ con này thì lắm. À, mình lấy lắm vô. À, vừa quá hai lúa à? Bên thẳng hai lúa, vừa quá hai lúa con thẳng lên chứ thì lắm. Giới thiệu với các bạn thì phía bên này sân thì có chủ công là Ngọc Quân Bầu. Chuyên hai Phan Tuấn Phương Trái và phụ công là Lâm Sung. Thầy Lâm. Tên thường gọi là Lâm Sung. Còn phía bên kia chủ công là Phan Tài. Chuyên hai là Thầy Hồng, chủ tịch câu lạc bộ, và phụ công là Quang Khanh. Phía ngoài sân cũng có rất là nhiều danh thủ đang theo dõi trận đấu này, như là đây là Hiếu Hỷ, ngồi phía góc bên này sân thì gồm có Thắng Cáo và Nam Diễn Châu. Ngoài ra rất là nhiều các cầu thủ đang theo dõi trận đấu này. Giải đấu này sẽ thi đấu với thể thức là bên nào lên 17 điểm sẽ là giành chiến thắng. Còn ok thầy hoàn từ 20 nữa đạt điểm 21. Đội điểm 2 đều. Bóng chưa qua lưới. 3-2. Đây.
Con. Điểm 42. Bộ thể dục. 42. Bóng chưa qua lưới. Đội điểm 34. Đội điểm 53. Hai quả vịt bóng lỗi liên tục của hạt quả cả hai bên. Bóng ngoài sân. Đẹp chứ đẹp. Mày có keo có tí rồi mà mẹ. 45. Điểm 45. Bỏ bóng tốt. Đội điểm 64. Bóng ngoài sân. Điểm 56. Bài 5. Điểm 35. Còn bóng hơi sạt lưới nên không thể cứu. Điểm bây giờ là 67. Bóng bật lưới rớt xuống sân. 86. Chín sáu, hai bên đổi sân. Chín sáu. Chín sáu. Phân tài vịt bóng. Mười sáu. Tập trung lắm. 16. 16. Đây thằng cáo lên vào sân để chia sẻ. Một sáu. Tập trung cao độ. Còn 26. Mà lưng của có bóng dự phòng. Mất điện thì mà ra trận đầu kịp. 12-6. Nhanh. 12-6. Không bỏ thôi, bỏ đúng điểm. Bỏ điểm.
Bóng qua sân, điểm 82. An toàn. Tám hai. Bóng bật lưới rớt xuống sân. 3-13-8. Bóng ngoài sân. Điểm 14-8. Lên nhanh. Bóng bật lưới rớt xuống sân. 94. Có vẻ Quang Khánh chưa được tập trung trong pha bóng vừa rồi. Điểm 04. Còn 1-4. Nhanh. Pha bóng rất là giằng co đẹp mắt. Một nhẹ nhàng thôi, những cân thì tập mạnh thôi. Ngọc không? Điểm 5-1. Tập trung. 5-1. Ngoài 6-1.
6-1. 6-1 bóng. Hai sao thôi không tập trung quả sao rồi. Hai sáu, 12-16. Trận đấu rất là căng thẳng. Hai sáu. Không phải không chủ quán mà chủ quán. Hai sáu. Còn nó tuyệt vời. Chủ tịch rất là tuyệt vời. Còn rồi rồi. Chúc mừng chủ tịch. Chúc mừng này. 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 Cái này à, Tập Hương. Rồi, hôm nay là chai nước rồi. Đây,
Nếu là nhủ luôn này, đến mãi chưa nè, đến mãi. Không, vừa đi hai mắt thua một mắt. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bye.
nó cho mới đánh nha. Để tôi lưng mình mới nếp chấn khỏi này. Là nhạc... Tất cả chứ có đánh con đang ngoài khi nào chứ có đánh anh. Thế còn chi hết? 5-1, đi ạ. Chẳng.